À, tiếp theo là 139 gạch gạch 38 nha. Gạch 38 nó là một con dao đi rừng. Đó, con dao này thì cái mũi cái phần thép cứng của nó là thép 3 lớp nha anh em, thép 3 lớp nhưng mà phần thép cứng của nó lên tới trên mũi nha. Đó, nó không phải là một cái dạng thép mà nó có thể làm nửa cây thôi, nhưng mà còn riêng cái này thì cái lõi phần thép cứng nó lên tới trên lóc luôn. Đó, thì tổng chiều dài của nó là 22.5 nha. Đó, hình như nó tầm lưỡi của nó gần 22.5, bản của nó là 4 và nó dài tầm 7 ly nha. Đấy. Tình trạng cái này thì anh em nó không có chữ ha, nhưng mà nó được cái là anh em nhìn thấy không? Cái dáng này nếu mà anh em biết mod lại thì rất là đẹp nha. Đấy, dáng này anh em biết mod lại rất là đẹp. Cái này thì chưa có vệ sinh nha. Được ra nhìn nó hơi đen một chút xíu. Đấy. Cái lớp thép bên lõi bên trong rất là dày nha. Đó, anh em nhìn thấy nó ăn lên tới trên đây nè. Đó, hai bên luôn ha. Đó, nó chỉ ốp bên ngoài, nó ốp một lớp, nói chung nó khá mỏng thôi. Đó, để nó gia cố phần thép cứng bên trong thôi ha. 139 gạch 38 mình bán với giá là 500.000 nha. 139 gạch 38. 139 gạch 39 đó là một con dao nó bị hư cán. Đó, con này thì mình đã vệ sinh sơ cho anh em rồi, mình đã mài cho anh em tương đối bé này ha. Chữ của nó này anh em, rất là đẹp nha. Đó, cái này thì anh em về làm lại cán rồi vệ sinh sơ lại xíu ha, còn lưỡi em đã mài cho anh em bén rồi. Đó, lưỡi mài bén này ha. Chiều dài lưỡi là 16.5 nha. Bản của nó tầm khoảng 5. Nó dày đó tầm khoảng 6 ly. Leo rừng rất là đẹp ha. Đó. Cái chốt của nó đi kèm luôn nha anh em. 139 gạch 39 290.000 nha. Đó, mặt sau này. Rồi, 139 gạch 40 đó là một con dao chặt hai mặt. Đó, con này thì mình đã mang làm cho anh em rất là kỹ ha. Cho nên nhìn cái em nhìn thấy không, bóng soi gương luôn ha, cái lưỡi của nó đó. Đó. Nước ram đen ở trên đây vẫn còn nha anh em, cái này thì nó bị hơi dập một tí xíu ở đầu thôi, nhưng mà mình đã mài cho anh em luôn rồi. Chữ này nha, chữ đây ha. Đó. Cái này thì lưỡi của nó là dài 13.5, bản của nó tầm 7.3, nó dài khoảng 9 cm ở 9 ly ha. Đấy, cái này thì anh em chặt xương chặt gì là ok nha. Đấy. Rồi cái này thì mình bán giá là 600.000 nha. Đó, lưỡi của nó thì mình đã mài cho anh em bén rồi. Mình có thể cắt giấy đồ cũng được ha. Đó, cắt giấy là vô tư luôn. Rồi 139 gạch 40 ha, mình bán với giá là 600.000. 139 gạch 41 đó là một con cây rìu còn khá là đẹp nha. Đây là logo nó nè, chữ nè, logo nè. Cái này thì phần lưỡi mình đã mài cho anh em rất là đẹp ha. Đó, anh em nhìn thấy không, ba lớp thép nha, thép cứng nè, thép mềm này, đó nó có đường ranh giới rõ ràng nha. Đấy, cây này thì anh em nhìn cán của nó, tất cả mọi thứ anh em nhìn con tương đối đẹp. Đấy, nguyên cán của nó dài là 33 cm nha. Con này thì nói chung là mình mài cho anh em cũng khá là bén luôn. Mài bén cho anh em lắm rồi nha, anh em về việc xài thôi. Trên này thì xử lý kháng rỉ cho anh em ha. Đó, nói chung là làm rất là kỹ cho anh em rồi. Đó, cái này bán giá là 600 nha. À, anh em lưu ý nha, tất cả dao rừng rìu là anh em vui lòng chuyển khoản trước cho mình nha. Chuyển khoản trước mình chỉ nhận chuyển khoản thôi. Tại vì bây giờ dao ship rất là khó nha. Đó, anh em thông cảm giúp. Rồi 139 gạch 41 mình bán giá là 600 nha. Rồi 139 gạch 42. 42 đó là một cái cuốc chim. Hàng này là hàng của cái này nó bị nó cái này họ cưa đi rồi nha anh em, họ cưa đi rồi. Đây, nó có một cái sợi dây của nó đi kèm. Đây, một cái cuốc chim nha. Đấy, hai đầu rất là đẹp luôn. Cuốc chim này thì nó làm bằng chất thép của nó thì thép rất là xịn ha. Mình thực ra là nhìn thấy cái lớp bề mặt của nó rất là cứng. Cái đây là cái thông số ở trên cái cuốc chim này. Đó, Make in Asia ha. Cái này như nó của Bỉ hay là của gì đó. Em mình không có nhớ rõ là của quốc gia nào, nhưng mà anh em có thể tra lại ha. Đó là chữ của nó nè. Em tra lại ha. Đây là hai đầu nó nè. Họ xài cũng xài lướt qua thôi. Đó, thì họ không biết họ sao họ cưa cái phần đuôi đó đi ha.
đó, nó chỉ còn mỗi phần đầu thôi, anh em về có thể đổ lại cái cán của nó ha. Đó. Thì ở trên đây họ bị họ cắt máy góc ngoài góc hay gì đó, nó bị lẹm như hết ít ở đây nữa ha. Đó. Đó, tình trạng của nó như thế này ha. Đó. Rồi cái này bán giá là 350 nha, mã số của nó là 139-34. Rồi thì hôm nay clip số hôm nay mình có lên tất cả là 34 mã nha. Anh em mua mã nào vui lòng nhắn tin về số điện thoại mình có để trên tiêu đề clip. Rồi anh em lưu ý giúp ha, tất cả giao rừng rìu mình chỉ nhận chuyển khoản thôi nha anh em. Rồi cái thứ hai là anh em mua hai mã sẽ được bao ship nha, và chuyển khoản cũng sẽ được bao ship luôn. Đó, chuyển khoản cũng sẽ được bao ship luôn. Đó, rồi thì những cái mã nào còn mình sẽ cập nhật thường xuyên trên tiêu đề, anh em vui lòng quan sát giúp mình nha. Đó, rồi thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.